Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền và Món Ăn Gia Đình Việt Nam. Hôm nay Huyền có làm mâm trái cây, chủ đề màu xanh nha mọi người. Mọi người hãy cùng ăn trái cây với Huyền nha. Đầu tiên chúng ta sẽ ăn ổi trước nha mọi người. Không biết là ổi gì nữa. Dạ, Huyền mời cô chú anh chị. Để Huyền ăn thử coi nó làm sao, vị sao nha. Ổi nè, nó có vị giòn giòn, ngọt ngọt, ăn lạ miệng lắm mọi người. Nếu cô chú anh chị có biết ổi này tên là ổi gì thì comment ở phía dưới video để cho Huyền biết với nha. Dạ, Huyền mời cô chú anh chị. Ổi ngon lắm mọi người, tiếp tới là Huyền ăn tới quy quy nha. Chào Huyền, mời cô chú. Quy quy thì cái vị nó hơi giòn giòn, chua chua, ăn kích thích lắm mọi người. Tiếp theo đó là Huyền sẽ ăn tới bơ. Hôm nay Huyền sẽ ăn thử bơ chấm với là muối ớt coi như thế nào nha mọi người. Huyền đó giờ thì Huyền cũng chưa ăn thử cái này. Hôm nay Huyền sẽ ăn thử coi vị nó làm sao. Bơ chấm với muối ớt ngon lắm mọi người. Cái vị nó hơi béo béo, với lại chấm hòa quyện chung với lại muối á, ăn nó hơi mặn mặn. Cái này ăn với cơm có thể kích thích á. Ổn đó. Mai mốt Huyền sẽ ăn thử nha mọi người. Tiếp theo đó Huyền xin mời mọi người xoài cát Hà Lộc nha. Xoài cát này á là đặc sản của Việt Nam Huyền đó mọi người. Huyền sẽ ăn thử cho mọi người coi. Chua. Tu cha mẹ ơi. Xoài chua. Chua mà giật cái lỗ tai giật giật luôn á mọi người. Chua. Rồi tiếp theo là Huyền ăn trái cóc á. Vậy không biết trái cóc này nó được gọi là trái cóc kiển hay là cóc Malaysia gì đó. Hôm nay Huyền mua về Huyền ăn. Huyền cũng không biết lần đầu tiên Huyền ăn trái cóc này đó mọi người. Dạ Huyền mời cô chú anh chị nha. Có thể là Việt Nam có rất là nhiều trái cây đặc sản, nhưng mà bản thân Huyền thì Huyền chưa được ăn nhiều trái lắm mọi người ơi. Nhiều vùng miền mình, Huyền chỉ mong á, ước là Huyền có tiền á, Huyền sẽ đi nhiều nơi để được ăn nhiều thứ đặc sản của nước mình. Cái cấu này nó chua hổn nha mọi người. Lỗ tai của Huyền nè, nó ù luôn á mọi người. Chua quá. Chua cha mạ ơi, nó chua quá. Ôi, quá chua rồi. Hôm nay á, Huyền được đi làm về sớm nên là Huyền sẽ lên video sớm hơn một chút. Hôm nay Huyền về Huyền kể chuyện tâm sự cho mọi người nha. Tiếp theo đó là Huyền ăn tới khế nha mọi người. Có nhiều cô chú anh chị á nói á là Huyền ơi, sao mà Huyền ăn á mà Huyền không có ý tứ gì hết trơn vậy. Cái miệng thì hô, mà cái bản thân cái miệng thì nó rộng nữa mà nó hô dữ lắm. Thiệt sự á thì Huyền là cái miệng của Huyền á là nạo dừa thuê đó nha mọi người. Phải rộng, phải hô thì mới nạo dừa thuê được. Bất cứ hả là từ dừa miền Tây cho tới dừa miền Đông Huyền đều nạo hết nha mọi người. Nhận nạo thuê mà. Nên là phải bự, phải rộng mới nạo được chứ, đúng không mọi người? Huyền nó xàm quá à. Nó xàm bất chấp luôn.
Thế này nó ngọt mọi người, nó không có chua đâu. Huyền không biết khế này khế gì nữa, nhưng mà nó rất là tươi, rất là ngọt nha. Hôm nay á, Huyền đi ở ngoài chợ, Huyền thấy người ta bán trái cây ngon quá à. Phải làm Huyền ghé vô, Huyền làm video này cho mọi người cùng coi luôn. Thế ngọt lắm mọi người. Sao bây giờ Huyền thấy cuộc sống hiện đại bây giờ cái gì cũng hiện đại, nhưng mà lòng người sao vô tâm quá mọi người ơi. Từ những em học sinh cho đến những người đã trưởng thành, các em học sinh đó, thì hả đánh nhau ở trường rồi á hút thuốc xì ke ma túy, còn người lớn đó, xem tính mạng con người chúng ta trả bằng những cái đồng tiền, chỉ vì vài vài đồng tiền mà họ tước đoạt đi một cái sinh mạng quá là rẻ mọi người ơi. Nhưng mà dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra rồi. Chỉ tiếc, tiếc cho người hành động và tiếc luôn cả cho người bị hại. Bởi vậy bản thân Huyền á, Huyền làm thì sợ mượn nợ lắm mọi người ơi. Nhưng mà cuộc sống mà đâu thể nào mà không mượn nợ được. Không có chuyện này thì cũng phải có chuyện kia, đâu có ai muốn mượn nợ đâu, đâu có ai muốn đó, hả mình sinh ra mà bị gánh nặng nợ nần đó mọi người. Đôi lúc vì làm ăn thua lỗ, cũng đôi lúc vì những cái lý do khách quan nào đó mà người ta bắt buộc phải mượn nợ. Mà mượn nợ có thể là một ngày hai ngày người ta chưa thể thu xếp được, thì cũng chúng ta cũng hãy cho nhau thời gian để có thể xoay sở được, để gửi lại những đồng tiền đó chứ. Trên đời này, sống trên đời này có thể là Huyền không biết những người khác thì như thế nào, nhưng bản thân Huyền, Huyền nợ dai lắm nha mọi người. Huyền nợ là chúa dai luôn á. Bởi vậy có cô chú anh chị nào mà có thương Huyền cho Huyền mượn tiền á thì đừng đòi Huyền nha. Huyền nợ dai lắm. Nhưng mà Huyền dám đảm bảo là Huyền không bao giờ giật của ai một đồng ngàn nào. Nhưng mà có điều nợ dai đó. Nói thì nói vậy thôi chứ mình cũng không dám mượn qua hết. Gì á, mượn lỡ đâu Huyền không có khả năng Huyền trả thì khổ lắm, vừa khổ cả người cho mượn. Khi một người nào đó người ta cho mình mượn tiền á, cái đó là lòng thương của người ta cho mình mượn, nhưng mà mình có thể hoàn trả lại được hay không á, đó là cái do bản thân mình đó. Đồng tiền á, người ta cho mình mượn đó, đó là tình thương, nhưng mà khi mình không hoàn trả lại được đó, thì cái đó là sự áy náy. Nó là mình ngại lắm, mình sợ mượn người ta lắm mọi người ơi. Thứ hai này tao chỉ để dưa leo nha. Món gì không ngon chứ dưa leo mini này nè mọi người, mà chấm với muối là ăn bá cháy vào chét luôn. Có bực ở mọi người. Hôm nay còn mưa không ạ? Khu vực nhà mình hôm nay hết mưa rồi. Nắng chang chang luôn mọi người ơi. Nắng muốn bể cái đầu luôn. Có miếng chanh đâu rồi ta? Chanh Việt Nam nha mọi người. Ăn gì nè, nó mới đã nè, và nó cũng chua. Chua cực tới nóc luôn. Ở đây Huyền thử coi Huyền ăn hết được một trái không nha.
chua mà đánh thức mọi giác quan luôn á mọi người. Huyền không biết là chanh ở những khu vực khác thì như thế nào, nhưng mà chanh của Việt Nam là Huyền đảm bảo ăn một miếng là đánh thức mọi giác quan tỉnh, cực chua luôn mọi người. Ừ, quỳ nó chua quá mọi người ơi. Mấy ngày nay Huyền đang vui lắm mọi người. Tại vì thứ sáu này con Huyền về à. Huyền có người ăn chung với Huyền à. Theo đó là phải có Mirinda nha mọi người, khát nước à. Con xin chào cô chú anh chị, con tên là Lâu, con là cục vàng của mẹ con đúng không hả? Ừ, Huyền yêu chó lắm mọi người ơi. Con này á, nó ở với Huyền 2 năm rồi nè. Nó bé xíu 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 vậy nè. Có ai nhìn nó mà nói nó 2 tuổi không? Nó quậy lắm. Bản thân Huyền á, Huyền thương chó như con vậy đó. Tại vì Huyền không đủ khả năng để giữ con Huyền ở bên cạnh Huyền, nên là Huyền nuôi chó cho đỡ buồn mọi người. Huyền xem tiếp tới của Huy nha. Huyền nỗi lòng cha mẹ nào khi có con ở xa, cũng sẽ lo, cũng sẽ trông ngóng. Con Huyền cũng điếm thúi lắm mọi người ơi. Nó rất là kẹt sĩ. Bản thân Huyền thì Huyền rất là hào phóng nha. Huyền rất là hoang phí, chắc có thể nói là Huyền hoang phí. Nhưng con Huyền không biết làm sao, nó kẹt sĩ cực kỳ luôn. Nó rất là tiết kiệm nha mọi người. Nó ở ở trên nhà bà nó, hôm qua Huyền có lên Huyền thăm nó. Cái bà kể á, cũng có thiền nữa, nên là buổi sáng mà không thể chăm cho nó hết được. À, nó buổi sáng nó có tự chiên trứng ốp la nha mọi người. Xong rồi á, bà để trứng ở ngoài cho nó để nó chiên, xong nó để vào cái hộp nha mọi người. Sau đó nó mang lên trường nó. Ở ở bên đó là nó có hai cái tiệm bánh mì. Một cái tiệm bánh mì á, là bán 3.000 một ổ bánh mì không, và một cái tiệm ha bán 2.000 một ổ bánh mì không. Và nó đi trên cái đường đó nha, mà cái tiệm bánh mì 2.000 á thì nó xa hơn cái tiệm 3.000 sát sát trường đó. Nó không mua ở cái tiệm 3.000 đâu mọi người, nó chịu khó nó đi xa lên một chút xíu rồi nó mua cái ổ bánh mì 2.000 đó mọi người. Trời ơi, nó đáo để vậy đó. Huyền mới hỏi nó, ủa tại sao mà con không mua cái bánh mì 3.000 cho nó gọn, thôi 1.000 cũng là tiền mà mẹ. Trời ơi, đáo để lắm. Con Huyền đó mọi người ơi, bà giữ thần lắm. À, bà ví dụ ai mà cho tiền bà để dành đó, xong rồi bà gửi người ta, chứ mà bà không có xài đâu mọi người. Bà ví dụ như mà mọi người mà mua cái gì cho bà ăn nha, bà ăn nha, chứ mà bà không có bỏ tiền bà ra bà ăn đâu. Bà điếm thúi lắm. Trời ơi, bà cực kỳ điếm thúi luôn. Thì nói hả, trời ơi, tao đâu có điếm thúi đâu mà sao mày điếm thúi dữ vậy hả Cún? Nó tên Cún là tên ở nhà của bé rồi. Mẹ ăn cũng thấy no đó mọi người. Bữa ăn của Huyền hôm nay cũng đã kết thúc rồi.
Nếu mọi người có yêu thương Huyền, mọi người cho Huyền xin một nút like, một nút đăng ký, một nút chia sẻ nha. Dạ, Huyền xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào video văn ngày mai. Xin chào tạm biệt.